Không biết là các sản phẩm bên năm của nhà Pretty Skin có thật sự tốt như lời đồn không ta? Và đây, trên tay của Suka đang là em mặt nạ bên năm của nhà Pretty Skin ha. Thì trong em này sẽ có thành phần là B5 giúp làm dịu nè, cũng như là cải thiện độ ảnh hồ trên làn da của mọi người. Và chắc chắn cũng sẽ có một hàm lượng A nữa để làn da luôn luôn được cung cấp đầy đủ độ ẩm. Ngoài ra bổ sung thêm cho mọi người là gì ạ? Niacinamide để làm gì ta? Để làm mờ các đốm nâu trên làn da của mọi người. Bổ sung cho mọi người thêm một thành phần là sodium hyaluronate nữa. Thì với thành phần này á, làn da của mọi người á sẽ làm mờ các vết chân tiêm nè, và cũng sẽ làm đầy tất cả các rãnh nhăn trên mặt của mọi người nhá. Trong em này cũng sẽ có thêm vitamin C nữa, thì đây sẽ là một cái thành phần vàng cho cái việc mà chống oxy hóa cho làn da, cũng như là sẽ bảo vệ làn da của mọi người dưới ánh nắng mặt trời nhá. Em này á, ngoài cái việc mà cải thiện độ ảnh hồ của làn da nè, cấp ẩm làn dịu á, đắp mask cũng rất là sảng khoái đúng không? Kế đến chúng ta sẽ có hai sản phẩm là serum và kem dưỡng B5 của nhà Pretty Skin ha. Thì trong em này sẽ có 10% là D-Parthenol cho mọi người. Thì đây là một thành phần được sản sinh từ B5 cả nhà nha. Sẽ có nhiệm vụ là phục hồi chữa lành nè, cũng như là củng cố lại hàng rào bảo vệ da. Và ngoài ra bổ sung thêm cho mọi người là 10% niacinamide nữa, hỗ trợ làm trắng sáng nè, làm mờ các đốm nâu. Và em này cũng sẽ có bổ sung thêm là tinh chất rau má nữa nha. Sẽ có khả năng là chữa lành nè, đặc biệt là bạn nào sở hữu làn da nhạy cảm cũng có thể sử dụng được hai sản phẩm này nha. Và cuối cùng thì phải nhớ là apply thêm một lớp kem chống nắng khi mà đi ra đường cả nhà nha. Trong em kem chống nắng này sẽ có chỉ số chống nắng là SPF 50+ và BA 4+ cho mọi người, kết hợp cùng với 7 màn lọc tinh tiến giúp bảo vệ làn da toàn diện dưới tia UVA cũng như là tia UVB cho mình nha. Và trong em này cũng sẽ có thành phần là parthenol cho mọi người nữa. Thì với thành phần này á sẽ giúp giữ ẩm cho làn da của mọi người nè, bổ sung thêm thành phần là gì, niacinamide hỗ trợ giữ trắng sáng da đúng không ạ? Rồi, và ngoài ra còn có collagen thủy phân nữa. Thì đây là một cái thành phần đó giúp tất cả những sản phẩm này có thể thẩm thấu sâu vào da của mọi người hơn. Và cuối cùng đó chính là chiết xuất từ rau má, kháng khuẩn, kháng viêm nha. Bạn nào đang tìm kiếm một em kem chống nắng cho những làn da nhạy cảm á, thì Suka rất là recommend em kem chống nắng bên năm này của nhà Pretty Skin luôn. Và đây chính xác là một combo tổng hợp những sản phẩm bên năm mà Suka thấy mọi người rất đáng để sở hữu và trải nghiệm thử nha.